Rồi, hôm nay các em học cái phần là bất phân trình mẫu. Chúng ta thấy chúng ta cũng đã từng học là cái phương trình mẫu rồi. Nên đây là phương trình mẫu. Nó sẽ có dạng là gì? Chúng ta đưa về dạng đặt cùng cơ số nha. Thì em sẽ thấy bên phương trình mẫu em sẽ có dạng là a mũ fx bằng a mũ gx. Thì chỗ này em sẽ suy ra ngay được đó là fx bằng gx. Này, đây là phương trình mẫu. Còn bất phương trình mẫu thì em thấy nó sẽ có dạng là a mũ fx lớn hơn bé hơn gì đó. Hoặc lớn hơn hoặc bằng vân vân. Mình lấy đại diện thôi, đó là a mũ gx. Chúng ta đang thấy được gọi là gì? Được gọi là phương trình mẫu cơ bản hoặc là bất phương trình mẫu cơ bản mà nó có cùng cơ số. Thì đây là dạng so sánh gì? So sánh hai lũy thừa có cùng cơ số mà em đã được học rồi ở cái phần bài đầu tiên á. Thì ở đây em sẽ thấy rằng là nó sẽ có hai trường hợp, đúng không? Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu cơ số của chúng ta lớn hơn một thì em sẽ thấy rằng là ở chỗ này em gì, cái chiều khi mà em so sánh cái mẫu á, cái chiều của nó sẽ cùng chiều với chiều của bất phương trình luôn, tức là fx lớn hơn gx. Nếu cơ số của chúng ta nằm trong khoảng 0,1 thì lúc này em sẽ suy ra đảo chiều, đúng không? Cơ số nằm khoảng 0,1 nó sẽ bị đảo chiều, fx bé hơn gx. Như vậy thôi. Chúng ta đi làm ví dụ nha. Mình giải cái phương trình sau nha, giải cái bất phương trình sau. Thì có là 1 chia cho căn 3 tất cả mũ 8x bình phương trừ 17x cộng 11 lớn hơn hoặc bằng 1 chia cho căn 3 tất cả mũ 7 trừ 5x trừ x bình phương. Đó. Thế thì khi mà chúng ta thấy cái bài này là nó đập vô mắt của chúng ta liền, đây là dạng bất phương trình mẫu. Vì đây nó phải dấu bằng, nó là dấu lớn hơn hoặc bằng, đúng không? Đây là hai bên đó là gì? Hai cái hàm số mũ. Về nguyên tắc giải phương trình hay bất phương trình thì các em điều đầu tiên là các em phải đi đặt điều kiện. Mà ở đây mình nhớ là điều kiện của cái hàm mũ chính là điều kiện của cái mũ. Thì các em nhận thấy cái mũ ở đây nó đều là gì? Nó đều là đa thức nên chúng ta có thể phớt lờ nó đi. Nó là R rồi. Giống như là khi chúng ta thấy đa thức thì cứ phớt lờ nó đi. Tập xác định nó là R rồi. Kế tiếp chúng ta nhìn coi nó có rơi vào dạng cơ bản đó là đang cùng cơ số hay không. Thì các em thấy nó rơi vào dạng cơ bản. Đó là cùng cơ số. Cơ số ở đây là 1 chia căn 3. Khi nó đã cùng cơ số, chúng ta phân ra hai trường hợp là cơ số lớn hơn 1 hay cơ số nằm trong khoảng 0,1. Chúng ta lấy máy tính hay là các em có thể thấy là 1 chia căn 3, căn 3 là 1,7. Đúng không? 1 chia 1,7 chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn 1. Thế thì cái bài này nó sẽ rơi vào dạng là gì? Cơ số nằm trong khoảng 0,1. Vậy thì em lúc này cái gì? Cái chiều của cái mũ á, nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị ngược so với cái chiều của bất phương trình. Thì chỗ này thì sẽ suy ra luôn. Đó là 8x bình phương trừ 17x cộng 11 nó sẽ bé hơn hoặc bằng 7 trừ 5x trừ cho x bình phương. Được chưa? Lý do đây là gì? Do cơ số của chúng ta nó nằm trong khoảng 0,1. Nên khi chúng ta so sánh hai cái mũ nó sẽ bị đảo chiều so với cái chiều của bất phương trình. Lúc này em đi giải bất phương trình giống như năm lớp 10 em đã được học.
đó là chuyển qua là 9x bình phương chuyển qua trừ cho 12x chuyển qua cộng cho 5, đúng không? Nó sẽ là bé hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng không? Có 11, 11 cái này là 7, 11, 7 là 4. Này, chúng ta lấy máy chúng ta bấm coi nó có nghiệm không? Bấm máy này. Nó trong 3 9 trừ 12 4 2 phần 3 còn có một nghiệm à. Vậy hình như cái này là hàng đẳng thức à. Có một nghiệm à. Vậy chỗ này là hàng đẳng thức số 2 à. Tức là 3x trừ cho 2 tất cả bình phương bé hơn bằng 0. Thì em thấy rằng là 3x trừ cho 2 tất cả bình phương nó luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu bé hơn bằng 0 thì nó chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Đó chính là 3x trừ cho 2 bằng 0 thôi. Chứ còn lại nó đâu có bé hơn 0 được. Thì em sẽ ra một nghiệm duy nhất là ở đây là x bằng 2 phần 3. Lý do là 3x trừ 2 tất cả bình phương thì nó luôn lớn hơn bằng 0. Thì dấu bé là không có lấy rồi đó. Chỉ có dấu bằng xảy ra được thôi chứ dấu bé không xảy ra được. Rồi, đó là bài ví dụ mẫu số 1. Bây giờ thì nhờ một bạn làm với thầy bài này. À, 1/4 tất cả mũ x lớn hơn hoặc bằng 2 mũ 2x chia cho x cộng 1. Chúng ta đang học dạng cơ bản. Dạng cơ bản tức là em sẽ có là một cái bất phương trình ở trong đó hai vế của nó là hai cái hàm số mũ có cùng cơ số đơn giản thì thôi. Thì mời bạn Tú An làm gì đầu tiên chỗ này? Có hả? Tú An có nghe không? Rồi. Kim Ngân học gì đầu tiên đây? Rồi, xin click bị lỗi rồi. Rồi, tại vì ở đây các em thấy là cái mũ này nè, anh ta có mẫu số á, trên cái mũ là một cái biểu phân thức. Vậy điều kiện này là gì em? X cộng 1 khác không? X khác trừ 1. Cái này mấy em nhớ lúc mà mấy em học tập xác định đấy. Đây là tìm tập xác định chứ gì nữa. Tập xác định đấy. À, xong rồi. Mình cố gắng mình đưa nó về cùng cơ số được không? 1/4 mũ x biến đổi thành gì? Trừ 2x lớn hơn hoặc bằng 2 mũ 2x chia x cộng 1. Rồi. Đây là rơi vào cái form luôn rồi nè. Nó là bất phương trình cơ bản. Nó là hai cái hàm số mũ cùng cơ số. Vậy đi ra gì đây? Cơ số đây sao em? Lớn 1 thì cái chiều khi so sánh mũ thì cái chiều của nó có đảo không? À, vậy em có chúng ta đang giải bớt phương trình nên các em lưu ý giải bớt phương trình các em quy đồng làm gì đi nữa các em không được bỏ mẫu nha. Thầy đã dặn rất là kỹ chỗ này, chỉ có phương trình em mới được bỏ mẫu. Rồi chỗ này chuyển qua bên trái đi thì em đặt căn tử chung là gì?
Không, quy đồng luôn đi em ơi. 2x cộng cho 2x chia cho x cộng 1 é hơn bằng 0. Rồi quy đồng luôn đi. 2x bình phương cộng 2x với cộng 2x là 4x với cộng 1. Rồi, năm lớp 10 có học xét dấu tam thức không? Ê, xét dấu một biểu thức không? Đây. Đó đó. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại kiến thức rồi được rồi. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại cái phần giải cái bất phương trình này theo cái kiểu mà các em đã được học ở năm lớp 10. Chứ bình thường là thầy sẽ chỉ giải nhanh nha. Giờ theo cái kiểu bình thường nè. Xét dấu nè. Đó. Năm lớp 10 các em học xét dấu như thế này. Đó là đầu tiên đây là con x. Biểu thức thứ nhất là 2x bình phương cộng 4x. Biểu thức thứ hai là x cộng 1. Và cuối cùng đó là nguyên cái biểu thức chúng ta cần, đó là fx đó. Là con này. Đúng không? Trên cái trục x đó em sẽ thể hiện nghiệm của cả tử và mẫu, tức là em sẽ nhẩm nghiệm của tử và mẫu, em sẽ ghi ra ngoài cái nháp á, em nhẩm nghiệm thì em sẽ thấy là ở trên tử á nó có nghiệm là 0 và trừ 2 đúng không? 0, trừ 2. Ở dưới mẫu nó có nghiệm là trừ 1. Sau khi em nhẩm hết tất cả các nghiệm rồi, em sẽ sắp xếp cái nghiệm này theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Hay trừ vô cùng, cộng vô cùng. Từ nhỏ tới lớn là trừ 2, trừ 1, 0. Sau khi em sắp xếp xong rồi, em bắt đầu đi xét dấu từng cái biểu thức, từng biểu thức riêng rẽ. Rồi, thứ nhất, thầy đi xét dấu 2x bình cộng 4x. Thì các em sẽ thấy ngay cái chỗ nào nó làm cho 2x bình cộng 4x bằng 0. Đó là cái chỗ là những cái nghiệm của nó đó. Nghiệm của nó là gì? Trừ 2 nè. Và nghiệm của nó là 0 nè. Còn cái trừ 1 nó không phải là nghiệm đâu. Xét dấu thôi. X cộng 1 thì nãy nghiệm là trừ 1 là bằng 0. Ở đây nó chưa có nằm ở dưới mẫu nên không có hai sẹt đâu. Rồi đây một sẹt nè. Rồi. Sau đó em ghép vô cái fx, fx thì ngay x bằng trừ 1 không xác định, thì đây là hai sẹt nè. Rồi ngay vị trí này không nè. Đó. Đó. Lớp 10 bắt đầu hiện hiện về rồi ha. Mình đi xét dấu bình thường. Thứ nhất 2x bình cộng 4x đó là tam thức bậc 2. Trong hai nghiệm thì trái dấu A, ngoài hai nghiệm thì cùng dấu A. Trong trái ngoài cùng, hai nghiệm là trừ 2 và 0, trong trái ngoài cùng. Một con. X cộng 1 đó là gì? Đó là nhị thức bậc bậc nhất. Bên phải số 0 cùng dấu với A, bên trái số 0 ngược dấu với A, số 0 nằm đây nè. Bên phải cùng dấu với A, dấu ở đây là đang dấu cộng nè. Cộng nè. Cộng nè, trái là trái dấu A nè. Rồi sau đó cái biểu thức fx là gì? Dấu của 2x bình cộng 4 chia cho dấu của x cộng 1. Để chúng ta chia dấu với nhau, chia hay nhân dấu cũng vậy thôi. Cộng với cộng là cộng. Cộng với trừ cộng là trừ. Trừ với trừ là cộng. Cộng với trừ là trừ. Được chưa? Thì ở đây các em sẽ thấy là mình đang cần gì? Mình đang cần bé hơn hoặc bằng 0. Tức là phải âm. Đây, bé bằng đó. Đấy thì kết luận liền. Đấy, lúc này nghiệm của cái bất phương trình này chính là gì? Có lấy số bằng nha, có lấy số bằng nhưng chỗ này bằng không được nè. Tức là x bé hơn hoặc bằng trừ 2. Hoặc bên đây, chỗ này lấy số không được nè. Nhưng mà chỗ này không lấy đi dấu bằng được. Tại vì chỗ này đâu xác định. Nên x lớn hơn trừ 1 và bé hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Lớp 10 nhớ nhớ vậy chưa? Tại vì sao? Tại vì tại sao chỗ số trừ 1 không lấy dấu bằng? Tại vì rõ ràng ta cần dấu bằng, rất cần dấu bằng. Nhưng mà ở đây do tại trừ 1 hàm số fx không xác định. Nên chúng ta không lấy dấu bằng được. Còn bên đây rõ ràng cần lấy dấu bằng nè. Xuống nhìn xuống đây số 0 lấy được nè. Bên đây số trừ 2 lấy được nè. Nó bằng 0. Đó. Tại em sẽ thấy là đây là cái kỹ thuật em đã xét dấu rất là nhiều. Đúng không? Năm lớp 10. Chúng ta sẽ học kỹ thuật xét dấu nhanh chỗ này.
Thay vì chúng ta vẽ một cái bảng ra, chúng ta đi xét dấu từng biểu thức, chúng ta sẽ xét dấu cùng lúc luôn. Phương pháp thì em cũng cũng phải nghĩ là các em cũng đã biết, tức là chúng ta sẽ vẽ một trục chung thôi. Và chúng ta cũng điền các bước cũng y như vậy, các em cũng đi tìm nghiệm của tử và mẫu, các em sẽ sắp xếp các cái nghiệm đó trên cái trục số này theo thứ tự từ nghiệm nhỏ tới nghiệm lớn. Thì nãy chúng ta đã có các số là trừ 2, trừ 1 và 0, đúng chưa? Sau đó em cũng điền lên, em sẽ ít nhiều thầy nghĩ là em sẽ biết là ở chỗ này em nhìn đã ý bằng trừ 1 thì cái f ý không xác định rồi, thầy chỉ dùng một trục thôi nha, không vẽ một cái bảng như thế này. Ở trừ 2 ví không thì chắc chắn là cái mẫu số ở đây nó xác định rồi, nên ở đây nó làm cho thức này bằng không, tức là mình đang đi cần xét dấu cái f ý này. À, thì chỉ em xét nè. Luôn luôn chúng ta xét dấu nhanh đó, chúng ta xét dấu cái vùng ở ngoài cùng này trước nè mấy em. Luôn luôn như vậy, xét dấu cái vùng ở ngoài cùng trước. Thì chúng ta xét dấu như thế nào? Các em lấy hệ số bậc lớn nhất của từng biểu thức. Ví dụ ở đây chúng ta thấy trên tử và mẫu, trên tử có một biểu thức, dưới mẫu có một biểu thức, đúng không? Chứ còn vậy, thí dụ nha. Ví dụ ở đây là 2x bình nhân cho x cộng 1, ở đây chia cho x cộng 1 đi. Thì ở đây trên tử nó có hai biểu thức, biểu thức này là 1, thức này là 2. Rồi hiểu chưa? Thì bây giờ trong cái phần em viết của em á, là trên tử một biểu thức, dưới mẫu một biểu thức. Em lấy hệ số đứng trước cái x mà có mũ lớn nhất trong biểu thức đó đó, em nhân lại. Ví dụ ở đây em thấy cái biểu thức này, cái hệ số đứng trước cái ít có mũ lớn nhất, mũ lớn nhất trong biểu thức này là mũ 2, hệ số nó là 2, nó là dấu cộng. Dưới mẫu cái biểu thức này, hệ số đứng trước ít có mũ lớn nhất là ít mũ 1, đúng không? Đó là cũng là dấu cộng, cộng nhân với cộng là cộng. Rồi tiếp. Chúng ta thấy là rồi, sau đó chúng ta lấy cái mũ cao nhất của từng biểu thức chúng ta cộng lại. Ở trên tử cái biểu thức có mũ lớn nhất đó là mũ 2, ở dưới mẫu mũ lớn nhất là mũ 1. Như vậy nguyên cái biểu thức cái viết này, cái mũ lớn nhất của nó là mũ 3. Mũ 3, vậy số nghiệm đơn lớn nhất nó có thể đạt được là 3 nghiệm đơn. Nhìn trên trục này có 3 nghiệm đơn. Như vậy tất cả các cái giá trị này đều là nghiệm đơn. Mà kỹ thuật xét dấu chúng ta biết rồi, đi qua nghiệm đơn thì đảo dấu, cộng, trừ, cộng, trừ. Chỉ đi qua nghiệm kép hoặc đi qua nghiệm gì? Nghiệm bội chẵn thì nó không đảo dấu. Còn đi qua nghiệm đơn nó đảo dấu. Như vậy chúng ta có cộng, trừ, và y chang như vậy nè. Làm nữa nha. Cái này là lớp 10 học đồ. À, nói lại một xíu nữa nè. Thứ nhất, vẽ một cái trục ra thể hiện tất cả các cái nghiệm của tử và mẫu mà em nhẩm được. Hay ví dụ bây giờ thì cho em đi xét dấu nhanh cái biểu thức này. Xét dấu x bình phương x cộng 1 x trừ 5 chia cho x bình phương trừ 5 x cộng 6 đi. Đó. Bao nhiêu đây nè? Đã đi xét dấu cái này dùm. Vậy thay vì chúng ta lập một cái bảng to đùng như thế này nè, thì em làm một trục duy nhất thôi. Rồi. Chúng ta lấy giấy nháp ra, chúng ta nhẩm hết tất cả các nghiệm của tử và mẫu. Trên tử có nghiệm là gì? Đây là tích đúng không? Nghiệm bằng không là có nè. X bằng 0 đúng không? X bằng trừ 1 nè. X bằng 5 nè. Ở dưới mẫu thì bấm máy tính ra, nó sẽ có nghiệm là 2 và 3 nè. Đó. Như vậy ở đây em thấy đó, tổng cộng là 5 nghiệm. Em điền tất cả các nghiệm này trên cái trục theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Trừ 1 nè. 0 nè. 2 nè. 3 nè. 5 nè. Thì phân thức này nó chỉ không xác định khi x bằng 2 và 3 thôi. Vì chỗ này không xác định.
còn lại nó đều là cho Fx của chúng ta bằng 0. Được chưa? Kỹ thuật xét dấu là chúng ta xét dấu vùng ngoài cùng, chúng ta làm trước. Rồi xét dấu nha. Hồi nãy nói rồi, lấy hệ số của x có mũ lớn nhất trong từng biểu thước nhân lại với nhau. Rồi, cái này mình cho hay mình cho này dấu trừ thành dấu cộng đi, cũng là nghiệm là đằng 5 đúng không? Không sao. Rồi, lấy hệ số của x có mũ lớn nhất trong từng biểu thước nhân lại với nhau. Rồi, đây một biểu thước nè, đây một biểu thước, đây một biểu thước nè, đây một biểu thước nè. Rồi, hệ số này dương. Hệ số này dương, hệ số này âm, hệ số này dương. Dương nhân âm nhân dương, vậy ra âm. Chắc chắn đây là dấu trừ. Rồi, tiếp tục. Chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu kiểm chứng coi là cái bậc x lớn nhất trong cái fx này là bao nhiêu. Thì lấy cái x, cái mũ, cái số mũ lớn nhất trong từng biểu thức cộng lại. Ở đây biểu thức thứ nhất là x mũ 2, đó là 2 nè. Ở đây là x mũ 1 là 1 là cộng 1 nè. Ở đây mũ 1 là cộng 1 nè. 3 lần nhân lại mà. Ở dưới là mũ 2 nè, cộng 2 nè. 2, 3, 4, 5, 6. Tức là fx này nó phải có, nếu là nghiệm đơn thì nó phải có 6 nghiệm. Thì nó sẽ ra 6 nghiệm đơn. Khi nó có 6 nghiệm đơn thì chắc chắn nó đi qua các nghiệm nào. Nó đang giấu hết á. Trừ cộng, cộng, trừ cộng, trừ cộng, trừ cộng, vân vân. Nếu nó có 6 nghiệm đơn nó sẽ đang giấu. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại đây, chúng ta có 5 nghiệm, 2, 3, 4, 5. Như vậy chắc chắn có một anh nghiệm kép xuất hiện. Nghiệm kép là bội chẵn, là anh nào x bằng 0. Đó là nghiệm bội chẵn. Vậy thì đi qua các nghiệm đơn thì đảo dấu, đi qua nghiệm bội chẵn thì không đảo dấu. Đây, chỉ có thằng này là bội chẵn thôi. Như vậy tất cả đều là bội lẻ hết, đảo dấu hết. Trừ, cộng, trừ, cộng, qua nghiệm bội chẵn không đảo, cộng, sau đó đảo. Như vậy đây là dấu của nó. Được chưa? Chúng ta phải nắm kỹ cái này để chúng ta giải nhanh các cái bài toán liên quan tới giải bất phương trình. Chứ chúng ta ngồi đó mà chúng ta kẻ cái bảng này nó lâu lắm nha, mất thời gian lắm. Cho thầy hỏi vừa có kịp không trời? Nào ta Quy kịp không? Ok, anh kịp la lên nha. Làm bài này coi. Như vậy là cái phần bài trên là giải xong rồi đó em. Giải xong rồi đó. Bây giờ mình đi qua một số bài nữa nha. Kiếm bài coi. Nhiều lắm. Bắt đầu lớp 10 là bắt đầu em thấy nó xuất hiện trong đây một cách khủng khiếp luôn. Giải con này. Căn bậc 10 cộng cho 3, tất cả mũ x trừ 3 chia cho x trừ 1 bé hơn căn 10 trừ 3 x cộng 1 chia cho x cộng 3. Rồi, viết một câu nữa cho một số bạn ngồi nhà làm trước này. 1 phần 2 mũ căn x bình trừ 2x bé hơn một bằng 2 mũ x trừ 1. Đó. Phương Giang, câu trên. Làm gì đầu tiên? Thầy nói cái, hôm bữa thầy có nhắn mấy em là giải phương trình đó, thì điều kiện em có thể không giải. Tức là em giải ra nghiệm thử lên. Nhưng mà đối với bất phương trình em phải giải ra được cái điều kiện cho thầy nha. Rồi điều kiện là gì? Rồi bất phương trình này biến thành gì? Hai anh này quen rồi. Anh liên hợp của nhau phải không? Tức là căn 10 trừ 3 bằng, tức là căn 10 cộng 3 mũ, mũ trừ 1 liên hợp với nhau. Rồi, ta viết lại. Trừ 1 bé hơn
trừ x cộng 1 đi, chia cho x cộng 3. Ok. Rồi, hai cái anh này sao? Đó, cùng cơ số chưa? Rồi, nhân bằng sao? Gì số mũ? Rồi. Cơ số lớn hơn 1 nên cái dấu khi chúng ta so sánh mũ thì nó không đảo. Về chỗ này chúng ta suy ra trường. Rồi. Chuyển vế quy đồng. Rồi, quy đồng nào, mẫu chung, nhớ không có bỏ mẫu nha, bất chương trình không có bỏ mẫu nha. Rồi, ghi nháp ra nha, x bình trừ 9 bên đây, để ra là x bình trừ 1. Sao cái nghiệm mà nó xấu dữ vậy trời, trời thầy phải sao nghiệm đó. Đúng rồi, thành xấu rồi, coi này đi. Rồi, ok. Rồi, chỗ này các em sẽ thấy là các em sẽ dùng kỹ thuật gì đây? Xét dấu nhanh đúng không? Như tới đây là xong rồi đó. Giờ nhiệm vụ của các em là đi xét dấu thôi. Thì vẽ cái trục ra nè. Em điền tất cả các nghiệm mà em nhẩm được. Và vậy ở đây em sẽ thấy là ở trên em có mấy nghiệm. Đó là x bằng gì? X bằng cộng trừ căn. Cộng trừ căn 5. Đúng không? Rồi, ở đây là căn 5. Rồi còn nghiệm gì nữa? 1 và ai thể hiện lên nè. Con nhỏ nhất là trừ căn 5. À, chỗ nào không xác định? Trừ 3. Ok. Rồi xét dấu vùng nền thầy. Rồi, lấy hệ số của x có mũ lớn nhất trong từng biểu thức nhân lại. Đây là cộng nè, biểu thức này là cộng nè, này cộng nè, đây là dương hết nè, cộng. Chúng ta nhẩm coi bậc ở trên cao nhất, nguyên cái biểu thức đó bậc cao nhất là bậc 4, ở trên là bậc 2, ở dưới bậc 1 cộng lại là bậc 4 đúng không? Như vậy nếu muốn có nghiệm đơn nó phải có 4 nghiệm thì nó tất cả các nghiệm đó sẽ là nghiệm đơn. Em thấy đây mấy nghiệm? 4 nghiệm. Như vậy điểm trừ đều là nghiệm đơn thì nó sẽ đang đang giao với nhau. Ta cần đáp án không có dấu bằng. Rồi kết luận nghiệm nào. Đáp án không vậy ít. Rồi, chưa xong đâu, nhìn cái điều kiện. Điều kiện phải khác 1, khác trừ 3 đây có lấy không? Trong đây nè. Không, ok, rồi xong rồi em. Rồi sau này các em nào muốn kiểm chứng á, thì các em bấm cái biểu thức này kiểm chứng máy tính, các em đi căn thôi. Thử coi đúng không nha. Căn 10 cộng 3 mũ x trừ 3 chia x trừ 1 trừ, chuyển vế qua nha, chuyển vế qua căn 10 trừ 3 mũ x cộng 1 chia cho x cộng 3. Đó. Tức là em chuyển vế qua bên tay trái hết thì cái dấu ở đây đang là bé hơn không. Như vậy em thế các cái giá trị của x vào những giá trị nào làm cho nguyên cái này là nó bé hơn không thì nó đúng. Đồng ý không? Vậy mình đã thấy là mình đã chọn ra cái nghiệm của bất phương trình là x lớn hơn trừ 3, bé hơn trừ 5.
Thì lấy đại con trong đây đi, lớn trừ 3 bé hơn trừ căn 5, xin lỗi, là lớn hơn là trừ 2,5 đi, đúng không? Trừ, chờ biết là trừ căn 5 ra nhiêu, căn 5 ra nhiêu, ở căn 5 2,2, ok, trừ 2,5 nè. Can vô nếu nó ra âm nó sẽ đúng nha. Can trừ 2,5 ra âm nó sẽ đúng. Mình đang chọn luôn cái vùng nghiệm thì chắc chắn nó phải ra âm. Ok, âm đúng không? Bây giờ thầy lấy ngoài cái vùng nghiệm cho em coi nè. Lớn hơn trừ 3, thầy lấy ngay con số là trừ 3,5. Trừ 3,5 là ngoài vùng nghiệm đúng không? Ngoài vùng nghiệm chắc chắn nó sai nè. Trừ 3,5 nè. Nó dương nè. Thấy chưa? Ở bên 1 đến căn 5 đúng không? 1 căn 5 thì lấy 1.1 cho em coi nè. 1.1 nó phải ra âm. Rồi âm nè, thấy chưa? Bây giờ thì lấy ngoài cái vùng này cho em coi, nãy đó căn 5 là 2.2 đúng không? Bây giờ thì cho 2.6 đi. 2.6 là ngoài vùng nghiệm trật lớp nè. 2.6 nè. Đúng chưa? Dương là trật lớp. Bây giờ mình thử ngay đúng con, mình đâu có lấy con trừ 3 trừ căn 5 đúng không? Căn ngay trừ 3 luôn, nó phải ra sai. Mass error tại vi phạm điều kiện rồi. Căn trừ căn 5 cho coi nha. Trừ căn 5 này không lấy phải không? Chỉ căn trừ căn 5 vô phải sai. Rồi bằng không, mình đâu lấy số 0 đâu em. Ok. Như vậy cái bài này thì các em chỉ nhớ một vấn đề là liên quan tới liên hợp thôi, hai biểu thức liên hợp thôi, không có gì hết. Ta đi xuống câu số 3. Anh này. C à. Gì? Bài điều kiện gì nào? X lớn hơn bằng không. Ok, tam thức bậc 2 nè. Trong trái ngoài cùng nè. Nghiệm hiệp. Trong trái ngoài cùng. Lấy dấu. Để X làm sao? Ok, xong rồi. Điều kiện rồi. Anh em biến đổi coi. À, đây rơi vào dạng là cùng cơ số. Cơ số làm sao? Lớn 1. Vậy thì khi so sánh hai cái mũ sao em? Trừ 1. Trừ này đem qua đi, nó vướng quá. Rồi, x bình trừ 2x bé hơn bằng trừ ý cộng 1. Rồi quen không, năm lớp 10 học cái gì rồi? Căn của fx bé hơn hoặc bằng gx. Lớp 10 chúng ta giải các cái gì bất phương trình có chứng căn. Này bé hơn hoặc bằng gx, vậy con này các em sẽ thấy đầu tiên các em chỉ có một trường hợp thôi là gì? Thứ nhất là fx phải sao? Lớn bằng không. Cái thứ hai là em đi bình phương hai vế lên thì em ra là fx bé hơn bằng gx bình phương. Đó. Đây là của năm lớp 10 nha. Rồi. Hoặc là em có cái bất phương trình nào căn của fx lớn hơn hoặc bằng gx. Phương trình này giải như thế nào? Chúng ta nhớ là ở đây em sẽ có là gì? Hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu fx lớn hơn bằng không. Đúng không? Lớn hơn bằng không. Tại vì nằm trong căn rồi. Lớn hơn bằng không. Và con gx này nè. Nó là sao? Nó âm. Khi con gx nào nó âm, fx lớn bằng không thì cái phải bất phương trình này luôn đúng không? Nó luôn luôn đúng. Rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, vậy thì
căn Fx lớn hơn bằng Gx thì thầy chỉ cần đặt cho cái điều kiện Gx lớn hơn bằng 0. Ấy Gx lớn bằng 0 mà Fx lớn hơn Gx thì chắc chắn là cái Fx này nó lớn bằng 0, khỏi đặt điều kiện cho nó. Và khi Fx Gx lớn bằng 0 bình phương hai vế thì Fx lớn hơn bằng Gx bình phương. Đó. Được chưa? Như vậy cái bài ở bên đây nó rơi vào cái dạng này nè em. Rơi vào dạng này nè. Vậy thì cái điều kiện là x bình trừ 2x lớn bằng 0 em đặt rồi. Em đặt từ đầu bài rồi. Nên chỗ này thầy không đặt nữa. Thì bình phương luôn. Nhớ nha. Đúng nghĩa là phải giải vậy nè. Nhưng mà ta đã đặt từ đầu bài rồi. Nên chỗ này là bình phương hai vế luôn. Nó rơi vào dạng này nha. Vậy chỗ này thì sẽ có là x bình phương trừ 2x bé hơn bằng trừ x cộng 1 tất cả bình phương. Này tương đương x bình phương trừ 2x bé hơn bằng x bình phương trừ 2x cộng 1. Lúc này sao nó ra cái bài gì mà sao gì luôn đúng vậy ta? Có sai chỗ nào không mà sao ra đẹp vậy? X bình phương trừ ở sao nó ra số đẹp thế? À, sai chỗ này đi nè. À, hỏi bạn coi văn sai chỗ nào? Một cái lỗi. Alo, sai chỗ nào? Nó đó bên đây nè, sai chỗ này, chia số âm phải đổi dấu. Thế thì nó lại rơi vào dạng dưới mấy em. À, vậy thì nó rơi vào trường hợp ở phía dưới đây nè, em sẽ có hai trường hợp. À, trường hợp thứ nhất cái điều kiện có rồi, hỏi đặt thêm cái điều kiện của x bình trừ 2x lớn bằng 0 làm gì nữa. Chúng ta sẽ ra trường hợp thứ nhất là trừ x bình trừ x cộng 1 nó sao? Chỉ cần là nó bé hơn 0 là con này luôn đúng. Đúng không? Đúng. Trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai chúng ta thấy là chúng ta cho cái anh này lớn bằng 0. Em đi bình phương hai vế là x bình trừ cho 2x lớn hơn bằng x bình trừ 2x cộng 1. Thế thì chỗ này em sẽ giải ra được là x lớn hơn 1, bên đây là x bé hơn hoặc bằng 1. À, ở dưới đây chúng ta sẽ thấy là này mất, này mất, này mất, này mất. Một mà bé hơn một gì? Một mà bé hơn bằng không, đúng không? Một bé hơn bằng không. Vậy là thấy anh này là vô lý rồi nè. Anh này là vô lý. Đúng không? Này là vô lý. Như vậy em sẽ còn là gì? Em còn là x lớn hơn. À, cái điều kiện này thì ghi lại luôn đi em ơi. Ghi cho nó thêm cái điều kiện ở đây, giải cho nó đúng. Ghi thêm điều kiện này luôn đi. Là x bình trừ 2x ở đây nó phải lớn bằng 0. Cho nó thêm đi. Vậy ở dưới đây em sẽ có là x. Hồi nãy mình nói rồi, x bé hơn 0 hoặc x lớn hơn 2. Còn ở dưới em loại này. Tới đây chúng ta vẽ trục số ra, chúng ta trọng nghiệm nha. 0, 1, 2. 0, 1, 2. X lớn hơn 1. À, x bé hơn 0, lớn hơn 2. X bé hơn 0, lớn hơn 2. Đây là cái điều kiện. X lớn hơn 1 thì lấy. 1 bỏ.
Vậy chúng ta sẽ suy ra nghiệm với chúng ta là x nó sẽ như bằng vô lớn hơn x nó sẽ bé lớn hơn 1/2. Đó, x lớn 1/2. Điều kiện của chúng ta là chúng ta lấy là gì? Chúng ta lấy là x nó sẽ bé hơn hoặc bằng 0, lớn hơn bằng 2. Thì em thấy x lớn bằng 2 thỏa điều kiện rồi nè. Vậy em nhận. Vậy đây là nghiệm của các phương trình. Ra là cái này nó liên quan tới lớp 10 thì nhiều. Đây là dạng bài toán là chúng ta giải cái phương trình mẫu mà chúng ta đưa về dạng là có cùng cơ số nha mấy em. Nhớ nha. Vậy thì cái này các em chỉ cần nhớ giùm thầy đó là khi mà chúng ta so sánh hai cái lũy thừa cùng cơ số thì nếu cơ số lớn hơn 1 thì khi mà em so sánh hai cái mũ em giữ nguyên chiều, còn nếu cơ số nằm trong khoảng 0,1 em so sánh hai cái mũ em đảo chiều. Còn lại các vấn đề còn lại liên quan tới kiến thức lớp 10 đó là liên quan tới giải với phương trình xét dấu á, thì cũng hướng dẫn cho mấy em rồi là thứ nhất là kỹ thuật xét dấu nhanh nè, cái thứ hai là các em sẽ liên quan tới gì, giải bớt phương trình có chữ căn, nhớ cho kỹ nha. Đây là những bài sau này các em sẽ thấy trong đề thi nó rơi vào những câu gần câu 40 trở lên á. Còn đa phần các em thấy những câu trắc nghiệm với em làm nó dễ lắm, nó không có khó lắm đâu. Nè, rồi nha. Tiếp. Làm câu nữa. Rồi chúng ta qua cái dạng thứ hai. Xác định số nghiệm nguyên của bất phương trình sau. Xác định số nghiệm nguyên của bất phương trình sau. 2/5 tất cả mũ 6 trừ 5x chia cho 2 cộng 5x lớn hơn hoặc bằng 25/4. Nguyên của bất phương trình. Vì ở đây các em cũng thấy là cái mũ nó là một phân thức. Điều đầu tiên các em làm, em đặt điều kiện thầy đi. Nó là 2 cộng cho 5x khác không? Đúng không? Vậy em sẽ có là x khác trừ 2/5. Thì ở bên đây chúng ta nhận thấy chúng ta có thể đưa về cùng cơ số được nè. Đưa về cùng cơ số được. Đây là 2/5 tất cả mũ 6 trừ 5x em chia cho 2 cộng 5x lớn hơn một bằng 25/4, chính là 5/2 tất cả bình phương. Em cần cơ số gì? Cơ số 2/5 phải không? Vậy đây thầy lật ngược lên luôn, đó là 2/5 tất cả mũ trừ 2 được không? Lật luôn ha, thầy lật ngược lên luôn á. Lúc này nó sẽ rơi vào dạng là gì? Đó là dạng cơ bản. Bất phương trình mũ có cùng một cơ số 2/5 nó nằm trong khoảng 0,1. Vậy thì khi chúng ta so sánh mũ nó sẽ bị đảo chiều. Vậy em sẽ có là 6 trừ 5x trên 2 cộng 5x sẽ bé hơn hoặc bằng trừ 2. Lúc này các em làm gì? Các em đi quy đồng rút gọn thôi. Vậy 6 trừ 5x chia cho 2 cộng 5x chuyển vế qua cộng 2 bé bằng 0. Ở này chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sẽ được một phân thức là 2 cộng 5x. Ở đây em nhân lên. 2 nhân với 2 là 4. 4 cộng với 6 là 10.
2 nhân 5 là 10, 10 trừ 5 là còn cộng 5. Bé ở bằng 0. Vậy đây chúng ta cũng rơi vào bài xét giống nhanh thôi. Em vẽ trục số ra. Em nhẩm có hai nghiệm, tử có nghiệm là trừ 2, mẫu có nghiệm là trừ 2 phần 5. Trừ 2 nhỏ hơn trừ 2 phần 5. Đúng không? Ngay trừ 2 phần 5 không xác định. Ngay trừ 2 biểu thức này bằng 0. Chúng ta xét giống vùng ngoài cùng nào. Vùng ngoài cùng lấy cái hệ số của x có bậc lớn nhất của trong từng biểu thức nhân lại. Cộng 5, cộng 5, tức là dương nhân dương là dương. Ở đây hai cái thằng này các mũ lớn nhất cộng lại đó là mũ 2. Như vậy cái fx này nó có nghiệm đơn, nếu nó có hai nghiệm thì nó sẽ là các nghiệm đơn. Ở đây chúng ta thấy nó đều có hai nghiệm, nó đã có hai nghiệm rồi, đây là các nghiệm đơn. Vậy nó sẽ đang dấu cộng trừ cộng. Chúng ta đang cần dấu gì? Chúng ta đang cần dấu bé hơn hoặc bằng không, tức là dấu âm. Có lấy dấu bằng. Vậy thầy sẽ suy ra nghiệm của thầy là gì? Đây vùng âm. X lớn hơn, có lấy dấu bằng được nào? Bé lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Ngay số trừ 2 phần 5 không lấy dấu bằng được. Đấy, bé hơn trừ 2 phần 5. Đây, điều kiện cũng không có lấy đâu. Vậy đây là nghiệm của bất phương trình. Người ta hỏi mình là có bao nhiêu nghiệm nguyên. Như vậy mình lấy số nguyên thôi. Đúng không? Số nguyên. Vậy thì số nguyên ở đây là trừ 2 nè. Đó, mà ít bé hơn bằng trừ 2 phần 5. Trừ 2 phần 5. 2 chia 5 là khoảng 0,4. Vậy trừ 0,4. Trừ 0,4 vậy nó phải bé hơn hoặc bằng đó là trừ 1. Được chưa? Vậy số nghiệm nguyên tức là lấy số số đầu trừ số cuối chia cho hai số liền khoảng cách giữa hai số liền kề. Số đầu trừ số cuối chia khoảng cách hai số liền kề là 1 cộng 1. Thì chúng ta có là nhiêu? 2, 2 trừ 1 là còn 1, 1, 1 là hai số. Trừ 2 trừ 1 đó. Thầy ghi ra chủ yếu để cho các em biết cái công thức đó, chứ ở đây ngồi điếm cũng được nữa, ghi chỉ công thức. Ví dụ sau này người ta hỏi, người ta em ra cái nghiệm x lớn hơn bằng trừ 2011 bé hơn hoặc bằng 1099. Vậy người ta hỏi em có bao nhiêu số nguyên, đúng không? Lấy số cuối trừ số đầu chia khoảng cách hai số liền kề, đây là các số nguyên, khoảng cách là 1 cộng cho 1. Vậy 2011 ra 3011, 4000 4010 cộng 1 là 4011 số. Chưa? Em nào học lý tới phần sóng rồi cũng thấy này quen rồi đó. Số nguyên. Rồi, ghi một số câu về nhà làm nha. Rồi qua dạng mới nha. Rồi, ghi câu này. Số 1. Căn 5 cộng 2 tất cả mũ x trừ 1 lớn hơn một bằng căn 5 trừ 2 tất cả mũ x trừ 1 chia x cộng 1. Rồi, câu thứ nhất. Câu số 2. 1 phần 3 tất cả mũ căn x bình phương trừ 3x trừ 10 lớn hơn 3 mũ 2 trừ x. Ok. Mũ 2 trừ x. Hai câu đó. Chúng ta đi qua dạng số 2, đó là phương pháp logarit hóa. Vậy cái dạng đầu anh thấy là gì? Chúng ta đưa về cùng cơ số là dễ ha. Chỉ quan tâm là cơ số đó lớn hơn 1 hay nằm trong khoảng 0,1. Bây giờ các em đi qua dạng số 2, đó là phương pháp logarit hóa. Đấy.
Thì phương pháp logarit hóa em cũng đã gặp ở trong cái phần đó là phương trình rồi. Đúng không? Đây là phương trình mẫu nè. Bây giờ là bớt phương trình mẫu. Ví dụ cái phương trình mẫu mà em quen á, đó là thì ví dụ đó là 2 mũ x bằng 3 đi. Đúng không? Thì chúng ta muốn giải cái này chúng ta lấy loga hai vế, tức là em lấy loga cơ số 2 đúng không? Đó là loga cơ số 2 của 2 mũ x nó sẽ bằng là loga cơ số 2 của 3. Thì lúc này em sẽ suy ra được, đây là nhả mũ ra nè. Suy ra được x bằng loga cơ số 2 của 3. Đúng không? Đây là phương pháp logarit hóa trong trường hợp là phương trình mẫu. Còn đối với bất phương trình mẫu thì các em có một cái lưu ý. Ví dụ thầy có một cái dạng tổng quát là a mũ x đi, nó sẽ bằng b, à, lớn hơn b đi. Như vậy thì rõ ràng là em cũng đi lấy loga hai vế đúng không? Nhưng mà nó hơn, phức tạp hơn cái phương trình mẫu một chút xíu, tại vì nó có dấu gì, dấu lớn hơn hoặc dấu bé hơn, tức là có liên quan tới tới tới, tới vấn đề là cái hệ số của chúng ta phía trước nó dương hay nó âm nữa. Nên ở đây nếu chúng ta đi lấy trường hợp là em lấy loga, đây là em lấy loga cơ số a đúng không? Thì nếu cơ số a của chúng ta lớn hơn 1 thì em lấy loga cơ số a một cách bình thường. Tại vì sao? Tại vì loga cơ số a của ax thì lúc này nó sẽ ra con gì? Nó sẽ ra con dương. Vậy ở đây em đã lấy ra bình thường là x nó sẽ giống, nó không đổi. Đó, loga cơ số a của b. Còn nếu cái cơ số của chúng ta nằm trong khoảng 0, 1 thì khi em lấy cái loga ở đây nè, em phải đảo chiều, tức là x nó sẽ bé hơn loga cơ số a của b. Đó nha, làm việc với bất phương trình thì chủ yếu quan tâm đến cơ số một chút xíu. Ta đi làm ví dụ nha mấy em. Nhớ nha, làm việc với thứ nhất là làm việc với bất phương trình mẫu thì chúng ta cực kỳ chú ý đến cái cơ số. Nó chỉ có hai trường hợp, cơ số lớn hơn 1 hay cơ số nằm trong khoảng 0. Rồi, nên giải thầy câu này. 3 mũ x bình phương trừ 5x cộng 6 lớn hơn 2 mũ x trừ 2. Chúng ta cũng nhớ cái điều kiện ha, nếu có cần điều kiện đó thì có điều kiện thì chúng ta phải đặt nha. Đây chúng ta thấy mũ nó đều là gì, đa thức hết, khỏi đặt. Chỗ này thì giống như hôm trước một câu hỏi đặt ra là lấy loga cơ số mấy. Ở đây nó đều hai bên đây là nó đều, một thằng nó là cơ số là 3, một thằng cơ số là 2, thì nói rồi em thích cơ số mấy thì em lấy trong hai thằng này, em muốn lấy thằng nào cũng được, em muốn lấy loga cơ số 3 cũng được, em muốn lấy loga cơ số 2 cũng được, muốn lấy thằng nào cũng lấy. Ở phía thường á, con số 3 nó nằm thuận ở bên phía bên đây, chúng ta sẽ lấy loga cơ số 3 nha. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy loga xong, chủ yếu lấy loga để làm gì? Để nhả cái mũ xuống. Vậy thầy sẽ viết từ từ giờ lần đầu ha. Đó là đi lấy loga hai vế là loga cơ số 3 hai vế. Chứ em nào quen rồi là em không có viết lại làm gì đó. Mà loga cơ số 3 thì cơ số ở đây nó lớn hơn 1 nên bất phương trình không đảo chiều. Loga cơ số 3 của 2 x trừ à. Vậy thôi. Rồi. Chỗ này chúng ta ưu tiên lấy loga cơ số 3 của 3 gì đó thì em nhả cái mũ nó ra thì còn lại loga cơ số 3 của 3 bằng 1. Được chưa? Thì ở đây em chỉ còn x bình trừ 5x cộng 6 lớn hơn. Bên đây em sẽ nhả ra cái mũ ra, đó là x trừ 2 nhân cho loga cơ số 3 của 2. Chúng ta bấm máy tính chúng ta thấy là x bình trừ 5x cộng 6 nó có hai nghiệm, đó là x bằng 2 và x bằng 3. Em phân tích đa thức thành nhân tử. Tại vì bên đây chúng ta thấy có x trừ 2 nè. Vậy chúng ta sẽ ra là x trừ 2 nhân x trừ 3. Phân tích thành nhân tử. Chúng ta nhớ là gì?
đó là ax bình phương cộng bx cộng c. Nếu có hai nghiệm x1, x2 thì chúng ta phân tích thành nhân tử là a nhân x trừ x1 nhân x trừ x2. Ở đây hệ số a bằng 1, chúng ta có hệ số a ngoài. Lớn hơn x trừ 2 nhân loga cơ số 3 của 2. Vậy em chuyển vế qua em đặt nhân tử chung, đó là x trừ 2, đúng không? Em sẽ còn là gì nhỉ? Em sẽ còn là x trừ 3 trừ loga cơ số 3 của 2. Lớn hơn không? Được chưa? Này. Tới đây á, thì em lại được học một cái em đi xét dấu bình thường thôi, đúng không? Chúng ta nhẩm nghiệm nè, chúng ta vẽ cái trục số ra, thay vì hồi nãy là xét dấu của một gì, một thương, một phân thức, bây giờ em đi xét dấu của một tích cũng vậy thôi. Rồi em vẽ cái trục ra nè. Các em nhẩm nghiệm ha. Ở đây em có hai nghiệm, đó là x bằng 2 và x bằng 3 cộng loga cơ số 2 của 3. Được chưa? 3 cộng loga cơ số 2 của 3, hai thằng này thằng nào lớn vậy? 3 cộng loga cơ số 2 cơ số 3 của 2. 3,6 lần lớn hơn số 2 nè. Vậy ở đây em sẽ có là thằng này là số 2 nè. Thằng này là 3 cộng loga cơ số 3 của 2. Chưa? Xét dấu bình thường này bằng không, bằng không nè. Xét dấu vùng ngoài cùng nha. Lấy hai cái hệ số này nè, của x có mũ lớn nhất nhân lại dương nè. Rồi, hàng này nhân lại mũ cao nhất của nguyên cái biểu thức này là mũ 2. Ở đây có hai nghiệm, như vậy hai nghiệm này là hai nghiệm đơn, nó đang dấu cộng trừ cộng. À, chúng ta đang cần lấy vùng dương và không lấy dấu bằng. Vậy chỗ này thầy suy ra nghiệm có thể là x bé hơn 2 hoặc x lớn hơn 3 cộng loga cơ số 3 của. Chúng ta đi kiểm chứng lại nào. 3 mũ x bình trừ 5x cộng cho 6. Em chuyển vế qua là trừ 2 mũ x trừ 2, đúng không? Nếu mà thầy canh những cái gì, những cái giá trị thuộc cái miền nghiệm á, thì chắc chắn vô nó phải đúng. Nó đúng khi nào? Khi mà lấy hai thằng này trừ nhau lớn hơn không thì đúng, đúng không? Vậy x bé hơn trừ 2 đó là một miền nghiệm, thì thế thử nha. X bé hơn 2 à, x bé hơn 2 thì cho con số 1 đi. Canh 1. Nó phải dương, dương nó mới đúng. Rồi 17 phần 2 dương đúng nè. Bây giờ x bé hơn 2, còn hồi nãy là x lớn hơn 3 cộng mấy là 3,6 đúng không? X bé hơn 2 bây giờ thì cho thử 2,1 cho em coi nha. 2,1 nó phải sai mới được. Tan 2,1. Tức là ở đây dương mới đúng nha, 2,1 khả năng ra âm. Rồi, âm là sai nè. Rồi, x lớn hơn 3 cộng 2 loga cơ số 3 của 2 nãy mình bấm ra khoảng 3,6 đúng không? Tất cả những giá trị x lớn hơn khoảng 3,6 là nó đúng. Nó là nghiệm. Vậy thì chọn thử là 4.1 đi, 4.1 can nó phải dương. 4.1. Ok, dương nè. Bây giờ thì thử nhỏ hơn 3,6 nha, thì chọn khoảng 3,5. 3,5 nó phải sai. Nó phải ra âm, nó sai. Ok. Trạm mi có đó không? Hello. Sao? Không có ngày nào mà hỏi thấy xuất hiện hết vậy. Phương Nguyên kịp không? Rồi. Giờ mình đi làm tiếp nha. Dạng câu dễ dễ thôi. Sao câu khó quá nhiều khi. Em làm được mệt, con phải cho câu dễ. Giải
cái bất phương trình 3 mũ íp bình phương bé hơn 2 mũ íp. Câu dễ. À, Phương Nguyên giải câu này. Alo. Cô mới hỏi xong rồi ngoài trời. Đây là dạng gì? Phương trình bất hả? Cái gì vậy? Cái gì mà nó ghè ghè, nó ồ ồ dữ vậy? Không nghe, không nghe, không nghe, tắt đi, không nghe. Ồ lắm. Khôn Nguyên. Đây là dạng bớt phương trình, chúng ta thấy nó khác gì? Khác cơ số đúng không? Lấy gì? Muốn lấy rồi lấy loga, nhà nhả mũ luôn nha, thầy không có viết loga, lấy loga hay vế loga luôn nè. Là gì? À, chưa xong đâu, chuyển bế qua. Vậy đây giống như tam thức bậc hai không? Rồi, hai nghiệm là gì? Cái gì? Loga cơ số 3 của 2 bấm coi. À, con này dương. Loga cơ số 3 của 2 dương. Không. Không, không trong. Rồi, cùng cần lấy dấu. Không, không. Loga cơ số 3 của này. Rồi xong. Chúng ta là dễ dễ. Bài dễ nha. Rồi bài này. Ba mũ ít nhân cho 5 mũ ít bình phương bé mỏ. Thanh Sơn. Rồi. Đổi chi? Công thức của chúng ta đã có ngon lành loga cơ số a của b nhân c bằng. Đúng không? Ngon là lấy loga liền luôn được không? Sao không lấy? Cơ số mấy? Thích lấy cơ số mấy? Rồi. Để viết lại cho mấy em coi này nha. Loga cơ số 3 của mình bé hơn. Được chưa? Loga cơ số 3 là nãy giờ em lấy toàn là dương không á nha. À, còn là lớn hơn một không nha. Nên bớt phương trình hả? Trời ơi, lấy loga hai vế chứ tôi đâu phải tôi đi biến đổi, đúng không? Cái này là đi lấy loga hai vế, còn chừng nào thầy biến đổi số 1 kìa thầy mới ra là loga 3 của 3. Ở đây thầy đi lấy loga hai vế mà em, thầy đâu có biến đổi đâu. À, rồi ở đây là loga của một tích nè, cái gì? Thôi để viết viết rồi đồng ý, để viết từ từ cho người bạn mình xin nó sợ nó không hiểu. Thầy sẽ tách ra là loga cơ số 3 của 3 mũ ít cộng cơ số 3 của 5 mũ ít bình bé hơn. Đó nha, đừng có lộn nha, đây là lấy loga hai vế. À, cái này nhiều bên này. Nhân. Đúng không? Đưa cái mũ đằng trước mà. Đó là ít bình nhân loga cơ số 3 của 5. Rồi. Xét dấu. Điểm nhiều.
Chim bay. Bảy. Đúng không? Mày ơi, giỡn như ta. Đặt ý nhân tử chung coi. Ai xin lỗi. Chỗ này sai sai rồi. Để làm từ từ. Rồi. Cái này chúng ta đặt nhân tử chung là cái gì? Là ít nhân cho 1 cộng cho ít loga cơ số 3 của 5 phải không? Đấy, không? Vậy em sẽ thấy em có hai nghiệm là nghiệm ít bằng 0 với ít bằng trừ 1 chia cho loga cơ số 3 của 5 phải không? Nè. À, mà trừ này nghịch đảo lên đi. Thì anh ta sẽ ra là trừ loga cơ số 5 của 3 phải không? Mấy không? Tại vì sao? 1 trên loga cơ số A của B bằng gì? Loga cơ số B của A. À, viết vậy cho nó dễ nhìn thôi. Có gì? Để trừ anh này thì nó vuông. Nhưng mà dấu trừ thì anh ta bị âm. Nghĩa là trừ loga cơ số 5 của 3. Bên đây là số không. Hai. Không, không, trong. Trái. Đây bậc hai mà chúng ta cần lấy dấu dấu âm để ít lớn hơn trừ loga cơ số 5 của 3 bé hơn không. Ok đây đây là thuộc dạng những câu dễ đấy. Được chưa? Bây giờ thầy tăng đô nha. Giờ tăng đô nè. Con này. Cố gắng nha. Cái chương này nó rất là xa lạ đối với mấy em. Loga nó tới lớp 12 mai thì chúng ta mới được tiếp cận nên nó hơi xa lạ đối với mấy em. Nên ít nhiều nó làm cho nhiều em cũng hơi bị bối rối. Đúng không? Ngán ha. Và tới nguyên hàm tích phân cũng vậy, tới lớp 12 chúng ta mới được gặp nên chúng ta ít nhiều là nó xa lạ với mình. Lấy nhân 2 mũ x bình phương lớn hơn 16 nhân 7 mũ x trừ 1 và giải cho bất phương trình này. Thái yên à, có định hướng gì cho em này không? Hướng gì cho nó không nè? Thầy đã gạch chân cho em rồi đó. Có định hướng đó là lũy thừa cùng vậy cho anh số 7 qua bên phải được không? Anh số 16 qua đây vậy em có là gì? Mười sáu lần là... thôi để thầy viết lại rồi lớn hơn. A mũ m chia A mũ n bằng gì? Rồi, giải quyết chỗ này giùm. 2 16 là bằng gì? Lấy máy tính á, bấm FACT á. Rồi số 16 là số quen thuộc mà. FACT bao nhiêu? Rồi sao không có được. Không có máy nào không có hết đó. Đây nè. Máy gì? Sao không có được. Rồi muốn 570 có 570. Nó đây nè. Đây nè. Đây nè.
Thấy không? Không thấy được hả? Đây nè, nè. Thấy chưa? Rồi ship FACT nó đi. Rồi 16 mà thuộc ta. Hai mũ. Trời ơi, tức quá. Nè, em nhấn sao? 16 bằng phải không? Rồi, ấn ship FACT. Tiếp. Không lẽ không sao nó ra ta? Nha không? Đâu, em bấm lại. Ủa sao cái máy em kỳ vậy? Em bấm số 16. Em bằng dựng cái đi. Ship FACT. Không ra luôn hả? Ủa sao máy em kỳ vậy? Ủa máy nào cũng vậy mà ta? Đây nè, cái máy nhà tôi 16 bằng tiếp FACT. Ủa kìa. Ủa nha. Ủa sao lạ vậy? Rồi, 2 mũ 4 vậy giờ viết lại là 2 mũ. Mình trừ 4 được không? Lớn hơn 7 mũ. 7 mũ 1 nè. Là trừ cho. Thì lúc này em sẽ thấy là cái bớt phương trừ mũ ở đây nó không có cùng cơ số em. Vậy thì em phải dùng phương pháp loga quá. Vậy thì em muốn lấy cơ số mấy? Rồi, lấy cơ số 2 em nhả mũ luôn nha. Rồi ra luôn. Đã. Nhớ nha, cơ số 2 lớn hơn 1 không đổi chiều. Rồi bên đây nhả ra luôn. Luôn. Cơ số 2 của 7. Tại vì chúng ta đang lấy loga cơ số mấy? Cơ số 2. Rồi. Vậy thì chúng ta có thể thấy có nhân tử chung đây nè. Rồi, chuyển qua. Ở đây là x trừ 2 nhân x cộng. Đúng không? Hằng thức nè. Trừ cho x trừ 2 loga cơ số. Ai đặt công tử chung trừ 2 cộng 2 trừ không rồi xét dấu nè, bấm máy cho thầy coi đây hai nghiệm như vậy. À, nghiệm 2 với cái nghiệm mà các em sẽ nhẩm, các em sẽ được hai nghiệm là như nào, đó là 2 và trừ 2 cộng. À, là mấy em chó này bằng không, chó này bằng không nè, nhẩm rồi bấm máy cái con nào lớn hơn vậy. Để đây là 2, ở đây là trừ 2 cộng loga cơ số 2 của 7, đây số 0 để gom trong, đây là cộng, cộng ở đây bậc 2, còn không chúng ta vẫn giữ nguyên cái nguyên tắc xét dấu ngoài cùng đi là cộng, hai vì trong trái ngoài cùng, giờ thì xét ngoài cùng giống như nguyên tắc chung luôn, cộng ở đây bậc 2 là bậc cao nhất thì có hai nghiệm đơn nè, trong như vậy thì nó đang giấu cộng trừ cộng mấy dấu cộng, vậy suy ra nghiệm nào thì ít ít sao bé hơn còn lớn hơn 2. Rồi xong rồi đó. Vậy nó khác ở phần trên ở cái chỗ là em chuyển đổi làm sao cuối cùng nó lại ra bớt phương trình mũ khác cơ số. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là logarit hai hóa hai vế đó ha. Rồi, thầy sẽ cho một cái ví dụ dễ ơi là dễ chúng ta thấy chỗ này. Ví dụ thì có là 1 phần 3 mũ x nó lớn hơn 2 đi. Đó. Thì thật ra cái cơ số mà nhỏ hơn 1 với em
viết 1 phần 3 mấy em có thể đảo chiều lên nên thầy không chơi 1 phần 3, thầy chơi là 0,2 đi đó, 0,3 đi, nó cho nó là đã. Thì chỗ này các em sẽ thấy bây giờ em sẽ đi lấy loga hai vế đúng không, em lấy loga hai vế thì để em nhả cái mũ ra thì loga cơ số ở đây phải là 0,3, vậy thầy sẽ lấy loga hai vế nha, loga cơ số 0,3 của 0,3 tất cả mũ x lớn hơn loga cơ số 0,3 của 2 là sai đúng không? Chúng ta nhớ là loga cơ số ở đây là 0,3. Khi em lấy loga mà cơ số nó nhỏ hơn 1 thì cái bớt phương trình của em nó bị gì? Nó bị đảo chiều liền. Chờ. Còn hồi nãy giờ chúng ta lấy loga toàn là cơ số lớn hơn 1 không? Nên chúng ta thấy là chiều chúng ta không có đổi. Vậy chỗ này em sẽ ra là được cái gì? Đó là x bé hơn loga cơ số 0,3 của à. Lưu ý ha. Rồi. Thì giải nhanh cho các em gán nha, ở nhà các em cần phải tìm hiểu thêm ha, thầy nói để cho các em hình dung, tại vì nó nhiều nhiều lắm, nếu mà cứ vậy mà ngồi làm bài tập hoài các em sẽ bị chậm lắm á. Bây giờ thầy sẽ đi qua phương pháp đặt ổn phụ cho em, một ngày ít nhất các em phải học xong một cái chuyên đề. Rồi. Phương pháp đặt ổn phụ nào thì y chang mấy cái kia thôi, làm sao cho nó xuất hiện những cái thành phần nào nó ná với nhau giống nhau đó, thì chúng ta đặt. Rồi cuối cùng em cũng giải, cuối cùng em cũng giải ra gì, mấy cái bất phương trình mũ cơ bản thôi à. Rồi em giải bài này, 1 phần 3 tất cả mũ 2 chia x cộng 3 nhân 1 phần 3 tất cả mũ 1 phần x cộng 1 lớn hơn 12. Đúng không? Thì khi nhìn vô đây nè, nhiều em nó vẫn chưa có phát hiện được. Chứ nếu chúng ta quen, chúng ta nhìn vô là chúng ta có thể biết là chúng ta đặt cái gì rồi đúng không? Nhiều em chưa quen thì thầy sẽ viết lại cho em coi nè, 1 phần 3 mũ 2 chia x, thầy có thể viết thành mũ x thầy tất cả bình phương được không? Thầy cộng cho 3 nhân 1 phần 3 mũ 1 phần x cộng 1 thì giống như là A mũ M cộng N, thì sẽ tách ra là A mũ M nhân A mũ N được không? Tách ra. Thì đây là tất cả mũ 1 phần x nhân cho nhiêu cộng 1 là 1 phần 3 mũ 1 lớn hơn 12. Được chưa? Thì tới đây các em sẽ thấy rằng là thầy đi đặt là gì? Thầy chỉ cần đặt T bằng 1 phần 3 mũ 1 chia cho x đúng không? Trên đây chúng ta có điều kiện cái đặt x khác không? Đặt. Thì em đặt cái này mà nhớ là chúng ta đặt ở đây là mũ, điều kiện phải lớn hơn không. Em sẽ viết lại cái phương trình ở đây chỗ này là xong. Thì phương trình của chúng ta nó sẽ trở thành là t bình phương 3 với 3 mất nè cộng cho t trừ cho 12 lớn hơn không. Ở đây chúng ta đi giải coi có hai có nghiệm không, mốt 53 1 1 trừ 12 có nghiệm là 3 với trừ 4 à, ở đây có nghiệm 3 với trừ 4 nha. Rồi 3 với trừ 4 được chưa, 3 với trừ 4 trong trái ngoài cùng, như vậy thì ở đây là trái nè ngoài cùng nè không không nè, như vậy em cần lấy gì, cần lấy vùng vùng dương đúng chưa, đây đây. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại cái điều kiện của mình, điều kiện chúng ta chỉ lấy t lớn hơn không thôi, số không nằm đây nè, tức là nếu mà giải đơn thuần cái bất phương trình này thì em sẽ lấy là t bé hơn trừ 4 hoặc t lớn hơn 3 đúng không, nhưng mà điều kiện là em lấy t lớn hơn không mới lấy, như vậy này bỏ luôn, như vậy chỗ này em sẽ ra nghiệm là gì, đó là t lớn hơn 3 thôi. Đấy chưa? Tại vì kèm theo cái điều kiện nó phải dương. Nên ở đây trừ 4 lại đi. T lớn hơn 3. Và T em đặt là gì? Đó là 1 phần 3
tất cả mũ 1 phần x lớn hơn 3. Được chưa? Thì thầy sẽ tương đương 1 phần 3 thầy sẽ viết thành 3 mũ trừ 1 phần x lớn hơn 3. Thì ở đây cuối cùng nó cũng ra dạng gì? Bất phương trình mũ và cơ bản đó. Đây là cùng cơ số này. Mà cơ số ở đây nó lớn hơn 1. Vậy nó suy ra được là trừ 1 phần x lớn hơn 3 mũ 1 là 1. Thì tương đương đó là gì? X quên, nó giải bất phương trình mà tương đương gì đây? Biến đổi nào? Vậy là chúng ta đã huy động 1 cộng 1 phần x bé hơn không, tương đương là x cộng 1 chia cho x bé hơn không. Rồi chúng ta đi xét dấu nha. Giải bớt phương trình huy động không bỏ mẫu. Rồi chỗ này vậy em có đây là hai nghiệm là trừ 1 nè, không nè, được chưa? Ngay không không xác định nè, ngay trừ 1 bằng không nè. Xét dấu vùng ngoài cùng nha. Rồi hai thằng này, cái hệ số của x ở ở trên là dương, hệ số của x ở dưới là dương, vậy đây là dương. Mũ x của mấy cái biểu thức cộng lại hết thì chúng ta cao nhất là bậc 2. Ở đây có hai nghiệm, vậy hai nghiệm này là hai nghiệm đơn đảo, nó sẽ đang dấu cộng trừ cộng. Chúng ta đang cần lấy dấu âm, vậy nghiệm của chúng ta là gì? X lớn hơn trừ 1 bé hơn không. Ra nó chỉ thêm cái thằng đặt âm phụ thôi, cuối cùng làm gì nó cũng về đường La Mã hết đó. Làm gì nó cũng về cái phương trình cơ bản, bất phương trình cơ bản. Rồi, chúng ta lưu ý chỗ này ha, chỗ này học sinh hay sai lắm nè. Chỗ này học sinh hay ra là gì? X bé hơn trừ 1. Rất hay bị sai đó, thói quen mà. Nhưng chéo lên cái, nhưng mà chúng ta nhớ chúng ta đang giải bớt phương trình nên chúng ta phải chuyển tới quy đồng xét dấu. Nhớ nha, chỗ này hay bị sai lắm luôn á. Rồi làm câu nữa nghỉ. Có ai có hỏi gì không? Rồi, giải câu này. 3 mũ x cộng 9 nhân 3 mũ trừ x trừ 10 bé hơn không? Thiên nghi. Rồi. Đặt luôn được không? Hay là phải biến đổi? Đặt luôn, đặt gì? Đây là bằng kiện lớn hơn không? Rồi. Vậy đây, viết lại. Nếu như phương trình thì chúng ta quy đồng bỏ mẫu đúng không? Đây bớt phương trình nha. Rồi ra gì? Rồi. Ở trên nhẩm nghiệm giùm đi. Nhẩm các nghiệm T giùm. A cộng B cộng C bằng 0 kìa. Ở dưới. Rồi vẽ trục ra. Không. Điều kiện là lấy T. Bỏ ha. Rồi bắt đầu xét dấu anh này nha. Điều kiện là phải lấy lớn không rồi. Bây giờ xét dấu anh này nè. Ngay giữa T bằng không, không xác định thôi, bỏ nó đi, đâu quan tâm đây. Rồi, xét dấu vùng ngoài cùng nha. Rồi ngoài cùng dương nha. Dương. Rồi. Bậc cao nhất, tổng lại tổng số mũ lớn nhất là mũ ba, có mấy nghiệm? Ba. Vậy ba nghiệm này là ba nghiệm đơn, vậy nó sẽ đang
dấu. Rồi, chúng ta cần lấy dấu ở vùng này đúng không? Ok, vùng này đâu lấy đúng không? Vùng này tại vì nó vi phạm rồi. Vậy T. Ok, chưa xong đâu. Đặt T là gì kìa? Phải trả về cho người ta. Để em sẽ có là gì? 3 mũ ít lớn hơn bé tương đương lớn hơn vậy cơ số đây lớn hơn một không đúng không, vậy thì chúng ta xả ra chúng ta không quan tâm đó cái bớt phương trình ta không đổi chiều vậy chúng ta suy ra ít sao lưu ý ha. Thứ nhất, làm việc ở đây là chúng ta đặt T là mũ phải có điều kiện. Chứ đặt T bằng loga thì không cần điều kiện. Nhớ này nè. Đó, cái điều kiện nè. Điều kiện thì khi vẽ trục ở đây vẽ cái điều kiện chặn nó đi, lớn hơn phần nào. Này nó âm không có lấy rồi. Sau đó chúng ta nhớ chúng ta đang làm việc với bớt phương trình quy đồng xong phải giữ nguyên cái mẫu. Chúng ta đi xét dấu. Nhớ nha, đừng bao giờ lộn nha. Đừng bao giờ lộn với phương trình quy đồng xong bỏ mẫu, bớt phương trình quy đồng xong phải đi xét dấu. Ta sử dụng kỹ thuật xét dấu nhanh. Rồi. Ok.